Ngọc Anh rất vui gặp lại các bạn trong bản tin bóng đá Việt Nam. Chúng ta hãy cùng đến với những tin tức bóng đá mới nhất ngay sau đây. Người hùng Thường Châu năm nào khiến bao người hâm mộ thán phục. Với nhiều pha cứu thua xuất thần, anh khiến 90 triệu trái tim Việt Nam rung động. Bùi Tiến Dũng của cách đây 2 năm thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng. Những pha băng ra chính xác, những tình huống cứu thua xuất thần và những pha cản phá penalty đã làm nên thương hiệu cho thủ môn gốc Thanh Hóa. Sau giải U23 châu Á rất thành công của đội U23 Việt Nam, thủ môn Bùi Tiến Dũng là một trong số những ngôi sao được quan tâm nhiều nhất. Tên của anh hay được nhắc đến trong các bình luận, những clip quảng cáo của các hãng cũng ưu tiên chọn anh. Danh tiếng đến nhanh và tiền cũng đến rất nhanh, thậm chí một bảng giá truyền thông về Bùi Tiến Dũng cũng đến rất nhanh, gây sóng gió dư luận. Hẳn dân mê bóng đá và đặc biệt yêu thích đội Manchester United chưa quên câu chuyện chiếc giày bay mà huấn luyện viên Ferguson từng ném vào David Beckham. Khi đó, Ferguson đã ra sức ngăn cản con cưng Beckham để không bị ảnh hưởng bởi những hào quang, thói xấu showbiz từ cô người yêu và sau này là vợ, Victoria Beckham. Và khi Beckham nhiễm thói ham mê danh vọng showbiz thì cũng thấy rất rõ phong độ của anh đi xuống. Dần dần anh chỉ còn là thương hiệu trên thương trường, nhưng những thành công về chuyên môn gần như không còn. Là một huấn luyện viên nghiêm khắc, có lẽ ông Park thừa hiểu câu chuyện chiếc giày bay và trường hợp lấn sân vào showbiz ngay khi còn là cầu thủ của Beckham đã dẫn đến những hệ quả như thế nào. Nhưng cái khác của ông Park là không để xảy ra chiếc giày bay. Ông cũng không để cho dư luận có căn cứ dẫn lời ông nhận xét hay bình luận về những chuyện liên quan đến hào quang showbiz của Bùi Tiến Dũng. Thế nhưng từ đó đến nay, sự nghiệp thi đấu của Tiến Dũng đang có sự chững lại, thậm chí còn thụt lùi. Trong khi đó, nhóm cầu thủ đá chính của U23 Việt Nam ở giải đấu tại Thường Châu, Trung Quốc phần lớn đã thành danh, trở thành trụ cột tại câu lạc bộ và tuyển Việt Nam. Sau ngày U23 Việt Nam khiến cả châu Á phải khâm phục, Tiến Dũng vẫn chật vật đi tìm hình bóng vinh quang của chính anh trong quá khứ. Sai lầm nổi tiếng nhất của Dũng đến hôm 16 tháng 1 tại trận gặp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở U23 châu Á. Anh bắt hụt bóng sau cú đá phạt từ khoảng cách rất xa của đội Triều Tiên, tạo bước ngoặt khiến U23 Việt Nam thua trận. Điểm chung đầu tiên trong cả 3 bàn thua ấy là anh hiếm khi bắt dính bóng, thường xuyên tạo cơ hội bóng cho đối thủ. Điểm chung thứ hai là sự thiếu quyết đoán. Trong cả 3 tình huống ấy và nhiều sai lầm trước đó, Dũng đều lúng túng khi lựa chọn giải pháp ngăn chặn đối thủ. Anh thường mất thời gian suy nghĩ dẫn tới ra quyết định chậm. Trong nhiều tình huống, quyết định quá chậm của Tiến Dũng khiến anh mất lợi thế tranh chấp, tạo ra những pha bóng 50-50 mà ở đó cơ hội chia đều cho cả đối thủ. Các bàn thua ấy đều tới khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và U23 Việt Nam đang dẫn trước đối thủ, nghĩa là có rất ít áp lực cho cả đội bóng và Tiến Dũng. Anh không buộc phải thể hiện, không cần phải tỏa sáng mà chỉ cần chơi đơn giản, an toàn nhất có thể. Dù vậy, Tiến Dũng vẫn mắc lỗi. Các sai lầm của anh bắt đầu liên tục trong màu áo Thanh Hóa sau khi Tiến Dũng trở về từ U23 châu Á 2018. Sau khi anh chuyển tới câu lạc bộ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cộng thêm nhiều trận tại U23 Việt Nam, tình hình vẫn không được cải thiện, bởi cả ba đội bóng ấy lẫn tuyển U23 đều không xử lý được các vấn đề của Tiến Dũng. Vấn đề đầu tiên và lớn nhất của Tiến Dũng là trình độ và tâm lý thi đấu. Vì kỹ năng cơ bản chưa tốt, Tiến Dũng không có được sự tự tin. Vì không tự tin, anh không có được trạng thái thi đấu thoải mái. Trong 11 cầu thủ đá chính của U23 Việt Nam ở Thường Châu năm 2018, Tiến Dũng là người ít kinh nghiệm chuyên nghiệp nhất. Anh mới lên đội 1 Thanh Hóa từ năm 2017, mới có 6 trận ra sân ở V-League. Phần còn lại của đội tuyển đều đã dày dặn kinh nghiệm sân trường, nhiều người đã chơi bóng ở nước ngoài. Cùng lứa 1997 với Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh đều đã có từ 1 đến 2 mùa V-League trọn vẹn. 3 năm qua, Tiến Dũng đã khoác áo 3 câu lạc bộ khác nhau ở 3 miền khác nhau, thích nghi với 3 hệ thống chiến thuật khác nhau, làm việc với 3 huấn luyện viên thủ môn khác nhau. Trong độ tuổi phát triển quan trọng nhất, anh không ở ổn định nơi nào, liên tục di chuyển đội bóng, liên tục thay đổi phương pháp huấn luyện. Điều đó khiến Dũng bỏ mất thời kỳ vàng để hoàn thiện các kỹ năng. Những đồng đội của Tiến Dũng là Quang Hải và Văn Hậu làm ví dụ, họ chỉ chơi cho một câu lạc bộ từ ngày lên V-League. Cả hai đều từng có những khởi đầu khó khăn. Quang Hải từng bị khán giả trên sân la ó, đòi huấn luyện viên thay ra. Tuy nhiên họ gắn bó với một tập thể, chơi dưới sự bảo bọc của đội bóng khởi nghiệp. Họ có thời gian, được phép sai lầm và nay đều đã thành danh. Tiến Dũng không có những điều đó, được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ sân thống nhất làm nên chuyện ở mùa giải. Thế nhưng những gì Tiến Dũng thể hiện chỉ còn là sự thất vọng. Anh đã được trao cơ hội nhiều hơn khi thủ môn số 1 của đội bóng là Thanh Thắng dính chấn thương. Đáng buồn thay, hết lần này đến lần khác, Bùi Tiến Dũng đều không thi đấu như những gì kỳ vọng. Ra sân 9 trận trên mọi mặt trận, thủ môn này đã phải vào lưới nhặt bóng 21 lần. Xui xẻo cho học trò cưng của huấn luyện viên Park Hang-seo, trong 2 lần ông có mặt trên sân hàng đẫy là bán kết Cúp Quốc gia và V-League vòng 13 ở sân Pleiku, đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh đều có 5 lần bị thủng lưới. Trong những năm ngắn ngủi, tài nghệ của Bùi Tiến Dũng như dần phai biến. Ở mùa giải vừa qua, Bùi Tiến Dũng không được thi đấu quá nhiều trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng vì điều này mà anh dần trở thành cái tên bị lãng quên trong các đợt tập trung đội tuyển Việt Nam, mặc dù thầy Park rất ưu ái với học trò cưng của mình. Ông Park bỏ qua chuyện anh dự bị ở Thanh Hóa hay Hà Nội FC để cho cơ hội lên tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Nhưng từ U23 Việt Nam đến đội tuyển quốc gia, Tiến Dũng đã khiến chiến lược gia người Hàn Quốc suy nghĩ rất nhiều. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã mất niềm tin và cạn kiên nhẫn với Bùi Tiến Dũng sau liên tiếp những sai lầm của thủ môn người Thanh Hóa ở SEA Games 30, giải U23 châu Á 2020, AFC Cup 2020 và trận siêu cúp Việt Nam.
Bên cạnh đó, với vụ việc lùm xùm tiền lót tay với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến Dũng đang đối diện với khả năng rời câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau những gì đang diễn ra, đó có thể là điều tốt cho cả hai. Trong 2 năm trước, đóng góp của Bùi Tiến Dũng cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh rất hạn chế. Thủ môn 25 tuổi cũng chỉ là lựa chọn sau Nguyễn Thanh Thắng. 3 năm ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2020 đến nay, Bùi Tiến Dũng cũng chỉ được bắt chính 11 trận tại V-League. Con số này quá nhỏ và trùng với thời điểm huấn luyện viên Park Hang-seo gần như quên cái tên Bùi Tiến Dũng trong những đợt tập trung. Nếu câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thanh lý sớm được với Bùi Tiến Dũng theo thỏa thuận, họ sẽ bớt được khoản đầu tư không mấy hiệu quả. Với khoản lót tay được cho là từ 7 đến 8 tỷ đồng trên 3 năm và mức lương 50 triệu đồng mỗi tháng, và năm nay cũng là năm cuối hợp đồng của thủ thành này với câu lạc bộ. Nếu như bị thanh lý hợp đồng, tương lai của Bùi Tiến Dũng và đồng đội sẽ trở nên mờ mịt khi thị trường chuyển nhượng của V-League chưa mở cửa. V-League 2022 cũng chỉ trở lại vào tháng 7 và nhóm cầu thủ này sẽ mất khoảng thời gian dài không thể tập luyện và điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phong độ. Ít người biết rằng, cựu thủ thành của U23 Việt Nam từng có một tuổi thơ khốn khó. Tuổi thơ gắn với bờ tre, gốc dạ, với những củ sắn, củ khoai trở thành bữa ăn quen thuộc từng ngày, từng tháng. Bùi Tiến Dũng và em trai Bùi Tiến Dũng thích bóng đá, nhưng nhà lấy đâu ra điều kiện để mua cho anh em dù chỉ là một trái bóng nhựa. Đến năm lớp 7, trung tâm huấn luyện dưới huyện Thường Xuân, Chiêu Sinh, Dũng và Dũng xin bố mẹ cho đi thi tuyển. Nhà đã nghèo sẵn, giờ mỗi tháng lại phải chu cấp cho mỗi đứa 600.000 đồng. Bố mẹ nghĩ chẳng biết xoay sở như nào nữa, nhưng vì thương con nên vẫn cố gắng làm lụng gửi tiền cho hai con. Thế nhưng giấc mơ bóng đá đã không suôn sẻ với cả hai anh em. Trung tâm đào tạo trẻ tại huyện miền núi Thường Xuân phá sản, ngừng hoạt động. Cả hai dầu dĩ trở về quê hương. May mắn sau đó đã mỉm cười, nhưng chỉ là với cậu em trai Bùi Tiến Dũng. Tình cờ Dũng đọc được trên mạng tin PVF Hồ Chí Minh tuyển sinh lớp 1998 tại Thanh Hóa. Nếu được tuyển, mọi chi phí ăn ở sẽ được lò đào tạo chi trả, gánh bớt nhọc nhằn cho bố mẹ ở quê. Vượt qua hàng loạt ứng viên, Dũng xuất sắc giành suất vào Nam. Nếu như người ta phải đá tới 5 lần để đánh giá, thì riêng Dũng chỉ cần 2 quả đã nhận được cú gật đầu quý báu của huấn luyện viên. Sợ em trai nghĩ ngợi, Bùi Tiến Dũng vỗ vai: "Em yên tâm tập luyện, việc nhà cửa, đồng áng, chăm sóc bố mẹ cứ để anh lo." Sau đó Dũng về nhà giúp bố mẹ. Suốt hơn 1 năm trời, Bùi Tiến Dũng không còn nghĩ nhiều đến bóng đá. Cuộc sống của anh quanh quẩn với ruộng đồng, với những ngày tháng làm phụ hồ, chắt vữa, trộn bê tông. Đã có lúc Bùi Tiến Dũng nghĩ rằng cuộc đời của anh sẽ gắn bó với xi măng, gạch vữa và những buổi cuốc muốn làm thuê. Thật may cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Dũng đưa Bùi Tiến Dũng trở về đội trẻ Thanh Hóa. Bùi Tiến Dũng cùng những đồng đội thuở ấy phải chia nhau từng muôi cơm, miếng thịt. Thậm chí có hôm, Dũng phải bấm chặt bụng nhịn đói. Bóng đá trở lại với Bùi Tiến Dũng cũng chẳng dễ dàng, nhưng anh chẳng bao giờ trách rằng mình cơ cực đến vậy. Cuối cùng bao cố gắng nỗ lực tập luyện cũng được đền đáp. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trao cho Bùi Tiến Dũng cơ hội triệu tập vào đội U21 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu Nation Cup tại Malaysia vào tháng 6 năm 2016. Anh không phải là sự ưu tiên số 1, thậm chí là đứng thứ 4 trong số 4 người gác gôn của đội bóng. Bùi Tiến Dũng luôn miệt mài chăm chỉ rèn luyện trên sân. Anh kiên trì, không tự ái, chịu thương chịu khó với ý chí phấn đấu cao ngùn ngụt. Thành công là thế nhưng có lẽ không nhiều người biết rằng mấy năm qua Dũng chiến đấu trên cương vị là thủ thành, nhưng trước đây Dũng chỉ muốn đấu ở vị trí trung vệ. Sau thấy cậu có chiều cao, thầy huấn luyện viên lại ngỏ ý cho sang tập thủ môn, nhưng Dũng không muốn và tỏ ra chán chường một thời gian. Và rồi 1 năm sau, Dũng cùng đồng đội làm nên cơn địa chấn này đến kỳ tích khác tại giải U23 châu Á 2018. Dũng chẳng ngại bất kỳ cú sút nào của đối thủ, kể cả loạt đấu tay đôi trên chấm 11m. Người ta gọi Dũng là người hùng trên chấm luân lưu định mệnh. Bình thường chàng trai gốc Mường hiền lành, ít nói hay ngại ngùng, nhưng hễ cứ xỏ găng là lột xác thành một tay gôn lì lợm. Tuy nhiên điều quan trọng nhất ở vị trí thủ môn không gì khác ngoài sự ổn định. Sẽ chẳng thể lấy những pha cứu thua xuất thần để bào chữa cho những tình huống mắc sai lầm dẫn tới bàn thua. Lịch sử bóng đá thế giới từng chứng kiến không ít những thủ thành tài năng tụt dốc không phanh, thậm chí đánh mất cả sự nghiệp chỉ vì không nhiều những khoảnh khắc không còn là chính mình trong những trận cầu lớn, khiến đội nhà phải chịu thất bại không đáng có. Sống mòn ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 năm qua, số trận ra sân rất ít dù từng được kỳ vọng lớn và được lãnh đạo câu lạc bộ trao cơ hội. Câu chuyện của thủ môn Bùi Tiến Dũng là bài học lớn cho tất cả cầu thủ Việt Nam, nhất là những cầu thủ trẻ sớm nổi tiếng. Đời cầu thủ phải được chơi bóng, thể hiện tài năng trên sân cỏ mới phát triển sự nghiệp, duy trì được thương hiệu và độ hot. Thời lượng bản tin bóng đá Việt Nam đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.